Hello, hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh YouTube bán bông của em. Sáng hôm nay là 26 tháng 11 năm 2020. Thì em lại tiếp tục giới thiệu đến cả nhà cái lô bông trang. Cái lô chanh. Chanh vàng Mỹ lá cẩm thạch. Cái lô bông chanh vàng Mỹ lá cẩm thạch này của em thì tầm 30 cây. Bây giờ em sẽ giới thiệu từng cây đến cho cả nhà xem. Đây là cái lô chanh vàng Mỹ lá cẩm thạch của em. Tại sao gọi là chanh vàng Mỹ lá cẩm thạch là lý do là giống này là cái trái rất là to, trái màu vàng. Và cái lá thì lá cẩm thạch, cái lá lan lan nè, cả nhà xem nè. Ở chân giữa thì màu xanh và sông lan lan màu trắng. Trắng hơi hơi vàng phía bên ngoài. Cái lá già thì như thế này nè nha cả nhà. Cả nhà xem cái lá già. Đây là cái cây này, cái lá tương đối là già, cho nên cái màu lá cẩm thạch lên rất là rõ. Có gai, cây chanh thì có gai. Rồi cả nhà xem cái cây, cái đọt non này thì cái lá ảnh khác, cái màu lợt hơn. Đấy. Đấy, cái nhà thấy rõ. Đấy, cái màu lợt. Đấy. Cái nhà thấy cái cây này là như ý luôn. Cái tược non lên màu lợt, còn cái lá ở dưới á, thì cái cành ở dưới là già rồi đó, cứng cáp cho nên cái lá đậm mà. Cả nhà thấy rõ ràng không? Cho nên là lá cẩm thạch chanh này hiện còn khá là hiếm trên thị trường nha cả nhà. Chanh nếu như mà gọi tắt nhanh á, thì người ta gọi là chanh cẩm thạch, còn gọi cho đúng tên chính xác đầy đủ thì là chanh vàng Mỹ lá cẩm thạch. Là cái trái màu vàng và cái lá thì cẩm thạch. Cả nhà xem thấy cái cây hạnh bên em cũng vậy nè, lá cẩm thạch nè. Nhưng mà ảnh khác là cái lá ảnh nhỏ hơn chanh, ảnh không có gai. Bên đây là cái lô hạnh, nhưng mà cái clip này thì em giới thiệu chủ yếu là chanh, chanh lá cẩm thạch. Đây cả nhà xem nguyên cái lô chanh lá cẩm thạch của em đây. Loại chanh này còn khá là hot trên thị trường nha cả nhà, cho nên vị khách hàng nào có nhu cầu muốn sở hữu để chơi lá, chủ yếu là những cái cây cẩm thạch này á, thì mình chơi lá là chủ yếu. Mà riêng cái dòng chanh với hạnh này thì ảnh có trái, trái mình có thể ăn được luôn. Rồi bây giờ em chụp một tấm hình làm thumbnail.
nhà xem cái đọt non. Có gai. Đặc điểm của chanh thì có gai. Cây hành thì không có gai nha cả nhà. Để em mang cái cây hành để kế bên cho cả nhà xem. Đây, đây là cây hành. Cây hành đang có bông. Cây hành thân khá là to. Mấy cây này là được chiết từ cây chanh ra nha cả nhà. Cho nên cây rất là khỏe. Khỏe khoắn cứng cáp. Mình cũng có thể cắm. Nhưng mà cắm thì khả năng sống nó không cao. Cho nên đây là cây được chiết từ cái cây mẹ. Cây hành cũng vậy, được chiết từ cây mẹ. Cho nên thân rất là cứng cáp, khỏe. Bên em bán là mấy cây chanh với cây hành này là bao sống, bao khỏe về tới tận nhà như thế nè. Cây chanh với cây hành. Rồi, bây giờ em sẽ để lại cây hành lại phía bên đây. Chắc là vị trí cũ. Rồi, em xin cảm ơn ông bà, cô chú và các bạn đã theo dõi xem cái video giới thiệu cái cây chanh vàng Mỹ lá cẩm thạch này của em. Chúc ông bà, cô chú và các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Và đừng quên là ủng hộ em bằng cách là like cái video này giúp em. Khách hàng nào có nhu cầu cần sở hữu chanh vàng Mỹ lá cẩm thạch này thì hãy comment bên dưới cái video, số điện thoại để em liên hệ lại để có thể tư vấn cụ thể hơn. Hoặc là khách hàng có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên tiêu đề của video là 0911 63 600, và số điện thoại đó cũng là số Zalo của em. Và những ai lần đầu tiên đến với video, xem video của em thì ủng hộ em, cho em một lượt đăng ký bằng cái nút đăng ký đỏ đỏ dưới góc phải của màn hình. Để mỗi khi em có video mới thì sẽ YouTube sẽ thông báo đến cả nhà để cả nhà vào xem. Tất cả đều là miễn phí nha cả nhà. Rồi, em xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà.